Ngọc xin chào các cô chú anh chị em và các bạn. Trong cái video của ngày hôm nay thì Ngọc muốn giải thích cho thật là coi như là cặn kẽ kỹ càng những cái lý do tại vì sao mà mình không nên dùng những cái thuốc mà đã hết hạn rồi. Trước đây Ngọc cũng có nói sơ chỗ này chỗ kia ở trong những cái video trước, nhưng mà chưa bao giờ làm một cái video riêng về cái chủ đề này hết để mà nói cho nó kỹ càng hết mọi cái điều. Thì hôm nay là cái điều mà Ngọc muốn cho thật rõ ràng để mình hiểu cái vấn đề. Tại vì cái lý do, một cái lý do nữa đó là Ngọc biết khi mà hỏi bác sĩ hay hỏi dược sĩ, và có thể là ở Việt Nam, tức là mỗi nơi tùy theo cái suy nghĩ của mỗi người mà người ta cho mình một cái câu trả lời nó có thể không giống nhau, thì nó làm cho mình là hơi gọi là không biết là nên như thế nào. Thì đối với bản thân của Ngọc, cái chữ đây là không, no, Ngọc viết rất là bự ở đây, và Ngọc sẽ giải thích rõ ràng những cái lý do là tại vì sao. Nhưng Ngọc giải thích đây là với những cái sự hiểu biết của Ngọc, còn tùy theo cái quyết định của các cô chú anh chị em. Nhưng đối với Ngọc, khi Ngọc giải thích và Ngọc có cái kết luận chữ không này là với tư cách của một người dược sĩ, những cái điều gì gọi là lợi hay không lợi cho cái vấn đề sức khỏe của mình, thì đó là cái điều Ngọc muốn nói. Thì cái lý do tại vì sao là không, thứ nhất á, khi Ngọc nói đến thuốc là Ngọc nói đến thực phẩm chức năng, chẳng hạn như vitamin hay là collagen, glucosamine, tức là tất cả những cái thứ đó, rồi thuốc chữa bệnh đồ nữa, chứ không phải chỉ riêng về thuốc chữa bệnh không thôi nha. Thì cái lý do mà mình không nên dùng cái thuốc khi nó đã hết hạn, bất cứ thuốc nào hay là thực phẩm chức năng nào cũng vậy hết, trên cái bình người ta luôn luôn có cái hạn sử dụng là tới khi nào, luôn luôn có điều đó. Ngay cả thức ăn mình mua cũng vậy đó, người ta luôn luôn có cái hạn sử dụng đến khi nào. Thì cái lý do mà người ta để như vậy tại vì tất cả mọi vật liệu với thời gian, cái độ nóng, cái nhiệt độ thay đổi, rồi cái độ ẩm ở trong cái không khí môi trường, thì nó luôn luôn với thời gian nó bị cái sự oxy hóa, tức là phân hủy của cái chất ở trong cái thức ăn đó hay viên thuốc đó. Thì cái viên thuốc là người ta làm là từ cái gì? Tức là từ những cái chất hóa học là cái thuốc, và người ta bỏ thêm những cái thành phần khác, đôi khi là những cái thành phần mà có thể từ thức ăn cũng có nữa, người ta bỏ vào trong đó để mà người ta làm ra cái viên thuốc. Cho nên tất cả mọi những cái chất liệu mà người ta bỏ vào trong cái viên thuốc đó, với thời gian nó đều có cái sự ảnh hưởng của cái môi trường, như cái độ độ ẩm nè, nhiệt độ đó. Cho nên với thời gian nó đều có cái sự chuyển hóa, gọi là phân hủy chất ở trong đó, do cái sự tác động của cái oxy trong môi trường và cái sự ẩm thấp đó. Đó là cái lý do mà tại vì sao không có cái nào nó tồn tại tốt như vậy luôn cả đó. Và khi nó phân hủy thì những cái chất bổ dưỡng ở trong cái viên thuốc đó, đây là Ngọc nói với cái thực phẩm chức năng chẳng hạn đó, thì những cái chất bổ dưỡng mà mình muốn lấy từ cái viên thuốc bổ đó, nó không còn giống như là cái chất bổ dưỡng mà mình mong muốn có được vào trong cơ thể của mình. Thì với cái lý do như vậy, rõ ràng là mình không nên uống nó, tại vì mình uống nó vào nó không có tác dụng gì hết, và mình cứ nghĩ rằng nó vẫn đem lại cho mình những cái chất dinh dưỡng mà mình cần thiết, nhưng mà thực sự nó không có còn cái chất đó ở trong đó nữa. Đó là cái lý do tại vì sao, cho dù nó không có ảnh hưởng xấu đến cái cơ thể mình đi nữa, nhưng mà nó không đem lại cho mình cái lợi ích tốt, thì mình cũng không nên đem đó vào. Đó là nói về những cái chất bổ, những cái thuốc bổ. Còn nói về những cái thuốc mà gọi là chữa bệnh đó,
thì khi nó bị phân hủy, tức là nó không có còn những cái chất, cái tác dụng của nó không có còn nữa. Mà khi cái tác dụng của nó không còn nữa đó thì nó rất là nguy hại. Tại vì chẳng hạn như thuốc chữa bệnh mình uống vào để mà giúp cho huyết áp chẳng hạn đi, hay mình uống vào để mà giúp cho tiểu đường. Và trong trường hợp mà khi mình uống ví dụ chẳng hạn như mà thuốc mà để cho chữa cái vấn đề mà viêm đó, tức là infection tiếng Anh đó, mình uống vào mà nó không có những cái tác dụng đó, nó không có chữa, mà nhất là với những cái vấn đề mà chữa mà gọi là về viêm nhiễm đó, nó rất là nguy hại. Tại vì nếu như mà mình không ngăn chặn cái con virus hay vi khuẩn đó, hay là cái con mà bacteria đó kịp thời, trong vòng thời gian vài ngày, cái vấn đề viêm nhiễm đó có thể ngay từ lúc đầu nó không có nặng, nhưng qua sau mấy ngày là cái thời gian đó những cái con vi khuẩn vi trùng này đó nó phát triển rất là nhanh. Và có thể từ cái lúc đầu khi mình ngăn chặn liền 2 ngày trước nó không là cái vấn đề gì nghiêm trọng hết, nhưng mà 2 ngày sau nó có thể trở thành một cái vấn đề mà có thể là không cứu vãn được nữa. Tại vì khi mà cái viêm nhiễm đó đó, những cái con vi trùng vi khuẩn đó nó sinh sôi nảy nở nhiều, và thường ngay cái chỗ mà cái lở loét đó đó là nó có cái mạch máu nó đi tới. Và nếu như những cái vi trùng vi khuẩn đó mà nó đi vào trong cái mạch máu, và máu thì các cô chú chị em biết rồi, nó sẽ đi hết tất cả mọi cơ thể của mình, và nó đem những cái con vi trùng vi khuẩn đó đi tử đến, và nó ảnh hưởng xấu lên, coi như là nó viêm nhiễm hết tất cả những cái chỗ nào mà đó đi tới. Thì tới lúc đó nó gọi là tiếng Anh nó dùng cái chữ là sepsis, tức là gọi là nhiễm trùng cả cơ thể luôn rồi đó, là do cái sự truyền tải qua cái đường máu. Thì tới lúc đó rất là nguy hiểm tới tính mạng và có thể là không cứu vãn được nữa. Thì trong trường hợp đó nó rất là nguy hiểm, từ một cái việc nó rất là đơn giản mà nó đi tới một cái vấn đề rất là nguy hiểm. Hoặc là trong cái trường hợp mà nếu như mình uống cái thuốc chữa bệnh mà để giúp cho cái vấn đề loãng máu đó, mà nếu như nó không có tác dụng thì cái vấn đề loãng máu đó nó lại ảnh hưởng đến cái vấn đề tai biến mạch máu não, hay là stroke, nhồi máu cơ tim đó. Cái tiểu đường hay cái cao huyết áp đó, đôi khi cái tác động xấu của cái viên thuốc mà đã hết hạn rồi đó, mình có thể là nó không nguy hiểm liền ngay tại chỗ đó. Nhưng mà trong trường hợp như Ngọc đã diễn tả, trong cái vấn đề mà nó loãng máu hay là chống viêm nhiễm đó, thì nó rất là nghiêm trọng. Cái gọi là cái sự mà nghiêm trọng của nó thể chuyển biến trong thời gian rất là nhanh. Thì đó là cái lý do mà khi nó bị biến chất, tại vì nó hết hạn, cho nên đó là cái lý do mà mình hoàn toàn không có nên dùng nó. Một số dược sĩ Ngọc biết, Ngọc cái này là Ngọc biết luôn, có cái suy nghĩ rằng á, tại vì khi mà các cô chú chị em mình, cái này là Ngọc nói về cái riêng về cái thuốc chữa bệnh, khi mình vào đây là Ngọc cũng có cái bình luôn để Ngọc lấy về để Ngọc nói cái ví dụ và Ngọc giải thích cho nó hiểu cho rõ. Thì nếu như các cô chú chị em mình mà tới nhà thuốc và lấy thuốc về để uống đó, thì đây là cái bình thường người ta bỏ thuốc vào đúng không? Cái bình này nha, thấy nó có màu vàng không? Là thực sự cái màu sắc này là nó muốn gọi là cản trở một phần nào cái tác động của cái ánh sáng vào trong những cái viên thuốc mà nó bỏ trong này. Cũng như khi nó đóng vào mà nó mở như vậy đó, là nó giúp ngăn chặn cái việc mà không khí vào trong này, để mà gọi là ngăn ngừa phần nào cái sự oxy hóa, cái ảnh hưởng của cái oxy, cái không khí nó vào trong cái viên thuốc này đó. Nhưng nó chỉ là gọi là trong cái ngắn hạn thôi, cho nên thành ra khi mà mình tới mình uống thuốc đó, người ta chỉ đưa mình trong cái vòng thời gian nhiều nhất là vài tháng, chứ không có quá nhiều. Tại vì khi người ta bỏ ở cái nhà thuốc, cái pharmacy mà Ngọc làm đó, những cái bình thuốc mà khi mình cái pharmacy nó mua về
thì trong cái bình bảo quản, cái bình mà nguyên thủy của nó đó, cái bình đó mới là cái bình mà có cái chất lượng tốt nhất để bảo quản những viên thuốc trong đó. Cho nên cái ngày mà hết hạn trong đó đó, có thể là mấy năm, có thể là mấy năm. Chẳng hạn như bình thuốc này là thuốc mặt mua mà uống về gì cho dị ứng của mặt nè đó, thì nó còn tốt như vậy cho tới là 2027 luôn. Nhưng khi mà những viên thuốc trong này lấy ra và bỏ vào trong này thì cái hạn sử dụng của nó không còn nguyên thủy như là ở trong cái bình này đó. Tại vì cái chất lượng của cái bình thuốc này, thứ nhất là nó có thể, nó các cô chú nghĩa có thể thấy được là nó hoàn toàn ngăn chặn cái tác động của cái ánh sáng vào trong cái bình này luôn, thành ra những viên thuốc ở trong này không bị những cái vấn đề đó. Còn cái bình này rõ ràng mình có thể thấy qua được, nghĩa là nó chỉ ngăn chặn một phần nữa thôi, nhưng mà cái ánh sáng đồ nó vẫn có thể đi vào trong này được đó. Thì nói như vậy để hiểu rằng cái viên thuốc mà ở trong này với cái hạn sử dụng này là khi nó còn ở nguyên ở trong cái bình này. Còn khi nó đã lấy và bỏ qua trong cái bình này đó thì nó không còn được cái hạn sử dụng như cái này nữa, hoặc là chỉ trong cái thời gian ngắn vài ba tháng. Và nếu như các cô chú chị em nào của mình mà có cái sự chú ý đó, là thấy rằng từ cái ngày mà mình lấy cái viên thuốc đó từ pharmacy thì cái hạn sử dụng đó nó chỉ là có một năm là dài nhất từ cái ngày mà mình lấy thuốc thôi đó. Nhưng mà khi nó để một năm vậy á là dài rồi. Chứ còn thường mỗi khi mình tới mình phiên thuốc đó, thường người ta chỉ cho mình nhiều nhất á là 3 tháng uống thôi, tức là liều lượng đủ tới 3 tháng thôi. Cho nên thành ra lâu nhất là trong 3 tháng là mình đã uống hết rồi. Trừ khi trong trường hợp mình lấy về mà mình không uống, mình không có uống đúng theo như cái sự chỉ dẫn của bác sĩ, lúc mình uống, lúc mình không, lúc mình uống không. Mà cái trường hợp này xảy ra rất là nhiều, lúc uống lúc không đó. Mà Ngọc biết rất là nhiều bệnh nhân nói như vậy. Tại vì cuối cùng uống ra, cuối cùng khi đem tới nguyên cả một đống thuốc, đem tới dục vào trong cái thùng mà thuốc đã hết hạn rồi. Ngọc làm ở cái nhà thuốc thì Ngọc thấy cái điều đó rất là xảy ra rất là nhiều. Nghĩa là rõ ràng mình đem về nhưng mà mình không uống đó. Cho nên đó là cái sự khác biệt ở trong cái bình nguyên thủy của nó với cái này. Thì Ngọc, cái lý do Ngọc giải thích như vậy là vì cái gì? Tại vì có một số người dược sĩ đó, người ta nghĩ rằng ồ, tại vì cái thuốc này á, thì nó tới, chẳng hạn như Ngọc lấy ví dụ này đi, ờ, cái bình thuốc này là 2027 nó mới hết hạn mà, thì Ngọc bỏ qua bên này thì nó cũng cái hạn tới như vậy. Nhưng mà cái điều đó không đúng, nó không đúng như vậy đó, là Ngọc vớ mình sẽ giải thích cái lý do. Cho nên đôi khi khi mà nhắn nó không sao đâu, có thể gọi là tạm thử giờ sử dụng nó đi đó, thì trong trường hợp đó Ngọc vẫn nói là không, là không nên. Mình cứ tới mình fill cái bình thuốc mới mình đem về mình uống đó. Thì khi mà cái chất này nó bị biến chất á, những cái thuốc mà đây là thuốc chữa bệnh, nó bị biến chất á, thứ nhất là nó không có còn cái chất, cái tác dụng, nó giảm tác dụng hay là nó không còn tác dụng. Cái đó là cái nguy hiểm thứ nhất. Cái nguy hiểm thứ hai nữa đó là khi mà những cái chất, hóa chất trong này, cái thuốc đó mà nó bị biến chất. Khi nó biến chất thì nó biến qua cái dạng, những cái dạng khác, mà những cái dạng khác đó có thể tạo ra những cái tác dụng phụ không tốt cho sức khỏe của mình trong cơ thể của mình nữa. Khi mà mình uống cái viên thuốc vào trong cơ thể của mình thì dưới cái tác động của mọi thứ trong cơ thể của mình, tại vì khi mình uống vào thì cái gọi là những cái chất xúc tác trong cơ thể của mình nó sẽ tiêu hóa cái viên thuốc này. Rồi cái viên thuốc, những cái chất mà nó phân hủy nó xuống đó, cơ thể mình nó thanh lọc ra qua tim, qua thận, qua gan. Nó thanh lọc những cái chất mà cặn bã đó, cái chất mà gọi là phân hủy từ những viên thuốc này, rồi nó bài thải ra ngoài qua cái đường thận hoặc là qua cái đường gan, ta bài thải ra đó. Đó là cái lý do mà khi nói thuốc nó ảnh hưởng tới thận, ảnh hưởng tới gan là như vậy. Thì
mà mình uống cái viên thuốc mà đã hết hạn rồi đó, nó bị biến chất, thì cái biến chất đó nó trở thành những cái chất mà gọi là khi nó vào cơ thể mình, thay vì nó bị phân hủy thì nó được đưa ra ngoài, bài thải ra ngoài qua cái thận và cái gan đó, thì ngược lại giờ nó biến chất và nó nằm ở trong này. Và khi mình uống vào thì cơ thể mình bị tác động bởi những cái biến chất đó. Đó, thì đó là cái nguy hiểm thứ hai mà có thể dẫn đến khi mình uống cái viên thuốc hết hạn. Cho nên hoàn toàn không có lý do gì mà mình nên uống những viên thuốc hết hạn. Đó. Thì Ngọc giải thích như vậy để cho mình thấy cái vấn đề rõ ràng chính xác là nó như thế nào. Chứ cái đây không phải là cái điều nó ở tôi nghĩ vậy, tôi nghĩ kia. Bây giờ Ngọc muốn nói tới cái chú ý, thì Ngọc nghĩ Ngọc cũng đã giải thích rồi. Tức là cái điều này đây đó, là cái sự khác biệt khi nó ở trong cái bình nguyên thủy bảo quản của nó và khi nó bỏ vào trong cái bình thuốc này. Một cái điều nữa Ngọc muốn nói đây, trong tất cả một cái bình thuốc mà nguyên thủy đó, là nó luôn luôn đi kèm với những cái đồ để mà nó giữ cái độ ẩm, nó chống cái ẩm. Chẳng hạn như trong cái bình này, Ngọc sẽ lôi ra trước khi mình đi xuống mấy viên thuốc là nó có cái bông gòn à. Đây. Thì cái bông gòn này là làm cái gì? Nó giúp ngăn ngừa cái độ ẩm ở trong cái bình thuốc này. Thì khi mà cái độ ẩm nó thấp là nó cũng giúp bảo vệ được, bảo tồn được cái chất liệu của cái viên thuốc này được lâu dài cho tới cái ngày mà hết hạn sử dụng này. Đó là lý do nó bỏ bông gòn này. Cho nên khi mình dùng cái bình thuốc đó, có thể là cái bông gòn, hoặc là có một số cái nó bỏ những cái bình hút ẩm này, những cái bịch nhỏ nhỏ hút ẩm này. Cái này là Ngọc làm ở nhà thuốc, thành ra Ngọc lấy về để Ngọc giải thích cho các cô chú chị em hiểu. Đó, đây. Và thực sự một chút xíu cái ở đây là Ngọc sử dụng những cái này khi mà Ngọc làm bò khô hay này kia, hay những gọi là những cái cây mà Ngọc, cái rau mà Ngọc làm cho khô để mà Ngọc làm trà Ngọc uống đó, thì Ngọc cũng lấy, cũng bỏ cái này, tại vì cái này ở rất là nhiều ở cái nhà thuốc, thành ra dục thùng thùng rác không à. Thì Ngọc tái sử dụng nó bằng cách Ngọc đem về nhà như làm bò khô chẳng hạn này, hay là một số cái món mà gọi là ăn mà lâu ngày để thì cái độ ẩm nó vô thì nó làm hư nhanh đó, thì Ngọc bỏ cái này vào trong đó. Hay là những cái rau củ quả mà Ngọc muốn làm trà khô đó, Ngọc bỏ vào trong này nó để nó giúp nó hút bớt cái độ ẩm đi. Hay là một số những cái bịch mà đồ ăn như là trái cây này kia, mà đôi khi hay là bịch đậu rồi đó, khi Ngọc mở ra Ngọc ăn mà thường mua ở Costco, cái bịch nó rất là bự, thì Ngọc lấy cái này về Ngọc bỏ vào, Ngọc làm cho sạch đi, tại vì nó có dính những cái bụi thuốc mà của mấy cái viên thuốc đó, thì Ngọc làm cho sạch đi rồi Ngọc bỏ vào trong những cái đồ ăn đó để nó giúp làm cho cái độ ẩm nó thấp xuống, thì nó giữ được lâu hơn, nó giữ ngon được lâu hơn, cái độ tươi của nó được lâu hơn. Thì Ngọc nói xem xí đó, thì có thể là bông gòn hoặc là những cái bịch mà chống ẩm này đó. Thì những cái bịch chống ẩm này hay là những cái bông gòn đó, khi mà mình mở cái bình thuốc ra mình dùng đó, không nên mà lấy mà dục nó đi. Tại vì Ngọc thấy cái này rồi, tức là đôi khi mình mỗi lần mình mở ra cái bình thuốc mình thấy cái đó nó ở trên nó hơi lấn cấn, nó gọi là nó làm mình khó chịu đó, thành ra cái thôi dục rớt đi cho rồi để cho nó khỏe. Nhưng mà không nên như vậy, vẫn giữ nó ở trong đó. Có thể là mình chen nó xuống phía dưới cho nó nằm qua một bên để mà mình dễ dàng lấy cái viên thuốc mình uống, nhưng không nên bỏ nó, dục nó đi cho tới khi mình dùng hết thuốc ở trong này. Tại vì khi mình dục nó đi là mình mất bớt đi một cái phần để mà giúp bảo vệ những cái viên thuốc ở trong này. Đó, đó là cái lý do mà Ngọc nói rằng là giữ nguyên trong cái hộp và cái bình mà nguyên thủy của nó, và tất cả những cái gì mà người ta bỏ vào trong đó đó, cứ giữ nguyên trong đó. Tại vì cái đó nó giúp bảo vệ những cái viên thuốc trong này cho tới ngày hết hạn cho thật tốt đó. Dưới đây Ngọc có đề là thuốc đem về cho người thân ở Việt Nam. Cái này
Ngọc thấy rất là nhiều khi Ngọc đi về Việt Nam. Đó. Là tại vì người ta đem thuốc ra, người ta hỏi Ngọc là ồ có như vậy, Ngọc tôi được như vậy, người thân ở bên kia gửi về đem về cho tôi này kia thì có hay không. Và luôn luôn khi mà thứ nhất là cái bình Ngọc thấy nó rất là cũ, thường là đem về trong mấy cái bình như vậy thì Ngọc thấy cái bình nó rất là cũ. Và luôn luôn ngay cả mình mới đi nữa, Ngọc cũng luôn luôn nhìn cái ngày ở trên này, tức là cái ngày người ta lấy thuốc từ bên Mỹ này đó, ở chỗ mà nhà thuốc đó, cái ngày nào thì nó luôn luôn là Ngọc thấy rằng nó rất là cũ rồi. Thành ra ngay cả mà ở bên Mỹ này đi nữa cũng không nên dùng nữa, chứ đừng có nói là ở bên Việt Nam. Tại vì ở bên Việt Nam á, cái môi trường nó rất là ẩm, nó rất là nóng nực, nó rất là ẩm thấp, cho nên cái sự mà bảo quản thuốc nó hoàn toàn không tốt. Còn chưa nói là đôi khi á, không biết cái cách dùng nữa. Nó có rất là nhiều cái điều mà Ngọc khuyên thực sự, nếu như đừng có bao giờ đem thuốc mà chữa bệnh hay này kia của mình ở bên này về cho người thân ở bên Việt Nam để sử dụng. Ngọc hoàn toàn khuyên không nên như vậy một chút nào hết, không nên. Nếu như tại vì thực sự theo như Ngọc thấy đó, Ngọc về và Ngọc có tìm hiểu, khi mà cái thuốc ở bên kia đó nó không có đắt, nó không có đắt, thì mình có thể làm, ví dụ mình thấy bên này mình uống thuốc, mình có bệnh này bệnh kia đó, mình uống cái thuốc thì bác sĩ nó cho mình cái tên thuốc, mình có thấy cái tên thuốc đó thì mình có thể nói cho người thân ở bên anh chị đi tới bác sĩ, có thể hỏi thử là có cái loại thuốc mà như vậy không, thì cho tôi thuốc đó để xem thử là nó có tác dụng tốt hay không. Nếu như mình thấy người nhà mình ở bên này mình dùng cái thuốc đó, bác sĩ cho cái đó thì thấy nó có tác dụng tốt, thì giờ mình muốn ở Việt Nam người thân của mình có thể thử như vậy, thì cứ nói chuyện với bác sĩ ở bên đó. Thứ nhất là cái sự chẩn đoán này kia tùy theo, đôi khi cũng bị huyết áp cao, nhưng mà không nhất thiết rằng á là cái tùy theo huyết áp cao, nó tùy theo mỗi cái người mà cái lý do nguyên nhân nó như thế nào và người ta thấy cái thuốc nào nó thích hợp. Chứ đôi khi không nhất thiết rằng ở cái thuốc đó mình uống bên này mà bên kia vẫn uống cho cái người đó, vẫn sử dụng cho người đó được. Cho nên mình vẫn cho cái người bệnh nhân ở bên Việt Nam, người thân của mình đó, kiểm chứng với bác sĩ bên đó để coi thử thực sự là có nên dùng hay là không. Dĩ nhiên là hy vọng rằng cái bác sĩ đó cũng là một cái người bác sĩ mà có cái khả năng tốt đó, nhưng mà mình nên kiểm chứng cái vấn đề đó và hỏi người ta để coi thử người ta có được hay là không. Đôi khi cái cơ địa của mỗi người, tại vì mỗi cái loại thuốc nó có những cái tác dụng phụ khác nhau, thành ra cái cơ địa của người đó có dùng được hay không đó cũng là một cái vấn đề cần phải quan tâm tới nữa, lưu ý nữa, chứ không phải rằng bên này mình dùng được thì bên kia dùng được. Cái điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa, khi mình đưa thuốc bên này về đó là mình đã coi như là thu thập nó một thời gian rồi, thành ra khi mình đem về bên kia có thể cái thuốc lúc đó nó không còn tốt nữa để mà sử dụng. Còn chưa nói rằng là bên kia đôi khi người ta không có dùng liền mà người ta để dự, gọi là dự trữ đó, cái từ nó rất là chính xác, dự trữ đó, thành ra với thời gian nó hoàn toàn không có còn gì nữa, mà thuốc chữa bệnh lại rất là nguy hiểm như Ngọc đã nói đó, nó biến chất và nó có những cái tác dụng phụ rất là nguy hiểm, trong những cái chất mà nó biến xuống nó không còn tốt nữa đó. Cho nên thành ra Ngọc khuyên hoàn toàn chấm dứt cái điều này, không nên đem về và làm cái điều đó. Thực sự thuốc ở Việt Nam nó rẻ chứ nó không có đắt, nó không có đắt hoàn toàn, thành ra tiết kiệm được không bao nhiêu hết, mà ngược lại á có thể tạo ra những cái điều nó không hay không tốt cho người thân của mình. Đó là cái điều mà Ngọc rất là khuyên không nên sử dụng. Thì hy vọng là qua cái video của ngày hôm nay, Ngọc giải thích rất là rõ ràng những cái lý do tại vì sao mà không nên sử dụng thuốc khi nó đã hết hạn. Và Ngọc nghĩ nó cũng rất là dễ hiểu. Nếu như các cô chú chị em có những cái câu hỏi nào mà nó cụ thể hay cái thắc mắc gì cụ thể hơn, hay là không hiểu những cái điều gì mà Ngọc nói trong này mà nó hơi trái ngược lại với những cái điều gì mà trước đây các cô chú chị em mình nghe từ những bác sĩ hay dược sĩ khác đó,
thì có thể viết vào hỏi Ngọc thì Ngọc sẽ giải thích cho rõ ràng kỹ càng hơn. Ngọc rất là cảm ơn cái sự theo dõi của các cô chú anh chị em cũng như cái ủng hộ cho Ngọc trong cái kênh của Ngọc. Hãy đăng ký vào kênh cũng như like cái video hay chia sẻ những cái thông tin trong những cái video của Ngọc đến nhiều người hơn để giúp cho cái kênh nó phát triển được mạnh hơn. Cái đó là cái điều mà Ngọc rất là mong muốn. Đó là cái tâm nguyện của Ngọc khi mà Ngọc làm cái kênh này. Thì Ngọc dừng ở đây.